Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học dốt, anh nghịch với cả lồn, mọi người cũng chê anh là đéo có tương lai. Và sau này